Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta cùng nhìn lại một tuần sôi động của đời sống chính trị xã hội thế giới. Trước hết, xin được điểm qua những diễn biến đáng chú ý của tuần. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sau buổi lễ nhậm chức tại trụ sở Quốc hội ngày 21 tháng 1. 4 năm không hề dễ dàng đang chờ đợi tổng thống Mỹ ở phía trước. Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc lên tòa án quốc tế theo công ước luật biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS năm 1982, khẳng định cái mà Trung Quốc gọi là đường chín đoạn bao gồm hầu hết lãnh thổ và lãnh hải ở Biển Đông là bất hợp pháp. Tình hình bán đảo Triều Tiên lại nóng lên sau khi Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên do vụ phóng vệ tinh hôm 12 tháng 12 vừa qua. Bình Nhưỡng đã phản ứng với nghị quyết của Liên Hợp Quốc và tuyên bố sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Những thông tin chính xác được công bố về vụ khủng hoảng con tin ở Algeria, tổng cộng 38 con tin, trong đó có 37 người nước ngoài đã thiệt mạng. Trong vụ khủng hoảng con tin ở tổ hợp khí đốt Imenas, nhiều người vẫn đang mất tích. Vụ khủng bố kết thúc là lời cảnh tỉnh chân thật nhất với thế giới về mối đe dọa của lực lượng khủng bố cực đoan ở khu vực Tây Phi và sa mạc Sahara. Thưa quý khán giả, với cuộc khủng hoảng con tin ở Algeria, cuộc nội liên quan tới cuộc nội chiến ở Cộng hòa Mali láng giềng đã trở thành điểm theo dõi của giới truyền thông thế giới suốt hơn một tuần qua. Hơn 40 con tin thuộc nhiều quốc tịch Anh, Pháp, Canada, Nhật Bản, Malaysia và Philippines bị thiệt mạng hay bị mất tích để bọn khủng bố trả thù cho hành động can thiệp quân sự của nước Pháp vào cuộc nội chiến ở Cộng hòa Tây Phi Mali. Hiện hơn 2.500 lính Pháp đang chiến đấu ở Mali trong chiến dịch Mèo Sa Mạc, một chiến dịch đầy tham vọng, đó là giành lại phần phía bắc của Mali đang bị các nhóm Hồi giáo vũ trang chiếm đóng từ gần một năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian khẳng định, chúng tôi sẽ nhổ tận gốc rễ chủ nghĩa khủng bố và sẽ không để sót bất cứ ổ đề kháng nào. Liệu khu vực Tây Phi, vùng sa mạc Sahara rộng lớn đang trở thành cứ điểm mới của lực lượng khủng bố? Cuộc chiến này đang khiến các nước phương Tây lo ngại. Nó sẽ kéo dài đến bao giờ và sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm như thế nào? Đó là điều mà chúng tôi muốn bàn tới trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay ông Nguyễn Quang Khai, người đã có hơn 20 năm giữ cương vị đại sứ Việt Nam ở nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi. Đại sứ Nguyễn Quang Khai cũng nguyên là vụ trưởng vụ Tây Á Châu Phi của Bộ Ngoại giao. Và chắc chắn với những trải nghiệm của mình ở khu vực này thì ông sẽ giúp khán giả có một cái nhìn cận cảnh hơn về vùng đất xa xôi, ít người biết tới nhưng sẽ là mặt trận mới của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và là nơi phát tác các mầm mống nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố cực đoan ra khắp thế giới. Xin được cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai đã tới tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, chắc hẳn là cái cuộc đời làm đại diện ngoại giao của ông ở khu vực có thể nói là có một cái môi trường chiến lược an ninh khá là phức tạp ở Trung Đông Bắc Phi, đã tích lũy cho ông những hiểu biết cặn kẽ và những trải nghiệm sâu sắc ở khu vực này, và ông cũng không xa lạ gì với những cái mối đe dọa của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở đây. Ông có thể nói gì với khán giả truyền hình về điều này ạ? Các lực lượng Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là tổ chức Al-Qaeda đã phát triển rất là mạnh mẽ và rất nhanh, từ một cái tổ chức tự phát ở Afghanistan để chống lại cái sự can thiệp của Liên Xô cuối những năm 80. Và sau khi quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan thì tổ chức này và những phần tử Hồi giáo cực đoan đã lập nên một cái chính quyền Hồi giáo cực đoan dưới sự lãnh đạo của phong trào Taliban. Và sau khi đến năm 2001 thì cái lực lượng này nó phát triển rất mạnh, và đến năm 2001 họ đã gây ra cái vụ 11 tháng 9 kinh hoàng tại Mỹ. Và sau khi mà cái lực lượng này, sau khi Mỹ can thiệp vào Afghanistan và cái tổ chức Al-Qaeda bị đánh tơi bời thì họ phải phiêu dạt sang phía bắc của Pakistan. Và đến năm và lúc đó thì họ đã lấy cái phần phía bắc của Pakistan làm cái căn cứ để huấn luyện những cái bọn khủng bố để đánh vào những cái lợi ích của các nước ở khắp nơi trên thế giới. Và đến năm 2011 khi mà Bin Laden bị giết ở Afghanistan thì cái tổ chức của họ phải nói rằng là không thể hoạt động được ở chỗ Afghanistan nữa, và họ phải phiêu bạt sang những cái khu vực ở Trung Đông và Bắc Phi. Và Trung Đông Bắc Phi là cái nơi
mà có thể nói rằng là cái nơi màu mỡ cho cái sự phát triển của cái tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Chúng ta còn nhớ là năm 2006 thì họ đã mở rộng những cái hoạt động của họ sang Yemen, sang Kenya, sang Sudan, rồi một số những cái nước khu vực khác, và họ đã tấn công vào cái sứ quán Mỹ của ở Sanaa, thủ đô Yemen năm 2008. Nói chung lại thì cái hoạt động của cái lực lượng Al-Qaeda họ phát triển rất mạnh. Và sau khi mà cái mùa xuân Ả Rập bùng nổ ở cái khu vực Trung Cận Đông ấy, và Bắc Phi, thì đấy là cũng là một cái chỗ khoảng trống về quyền lực. Và lúc đấy thì không ai có thể kiểm soát được quân đội cũng như là cái lực lượng an ninh ở đây bị tan rã. Thì đấy là cái cơ hội để mà các cái lực lượng khủng bố nghĩa là lợi dụng cái cơ hội đó để mở rộng, tăng cường cái hoạt động của mình ở cái khu vực Bắc Phi và Châu Phi nói chung. Vâng, vậy thì trong cái cuộc đời làm ngoại giao của mình ở khu vực Trung Đông Bắc Phi thì ông đã từng phải đối mặt với những cái hiểm họa khi mà công dân Việt Nam bị đe dọa bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan chưa ạ? Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không loại trừ bất cứ một quốc gia nào và bất cứ công dân của nước nào. Tôi còn nhớ năm khoảng những năm 90, trong những năm 90 thì một tham tán thương mại của ta ở Algeria trên một chuyến bay từ Algeria đi Paris của hãng hàng không Pháp thì đã bị các lực lượng khủng bố bắt cóc. Và ngồi trên máy bay thì anh tham tán này, đồng chí tham tán này cứ nghĩ rằng là mình là người Việt Nam thì chắc là họ sẽ loại trừ, và mình là cán bộ ngoại giao thì họ sẽ loại trừ. Nhưng mà khi anh ấy chìa cái hộ chiếu ngoại giao, vừa đứng lên chìa hộ chiếu ngoại giao ra thì cái lực lượng khủng bố đã bắn chết và rất là thảm thương, và vứt xác của anh ấy xuống dưới sân bay. Và trong năm 2005 thì tôi đã có dịp ở Iraq sau khi Mỹ chiếm đóng Iraq. Và sau khi Mỹ chiếm đóng Iraq thì phải nói tình hình Iraq rất lộn xộn về an ninh, về chính trị, nói chung là rất lộn xộn, đấu tranh giữa các phe phái, rồi các cái lực lượng Al-Qaeda là tăng cường hoạt động tại Iraq. Thì hồi đấy tôi ở Iraq khoảng 3 tháng thì đã chứng kiến những cái vụ bắt cóc giết người rất là kinh khủng, và họ không trừ ngoại giao, không có miễn trừ ngoại giao. Tôi nhớ rằng là trong cái thời gian tôi ở đấy thì họ đã bắt đại sứ Ai Cập và giết tại chỗ, và sau đó thì chặt đầu đại sứ Algeria. Và trên đường tôi đi thăm đại sứ Nga thì đã bị cái lực lượng khủng bố bắn vào xe, mà lúc đấy tôi không biết, bắn vào xe của đại biện Bahrain. Và khi đến sứ quán Liên Xô, sứ quán Nga, thì tôi biết rằng là đại biện Bahrain là cái người cũng là tôi quen biết tôi, thì đã bị bắn bị thương và ông ta phải rời khỏi Iraq ngay. Và đến sứ quán Nga thì ông đại sứ Nga hồi đấy là Vladimir Chamov, và hiện nay ông ấy là đại sứ ở Qatar, thì ông ấy mà dẫn tôi ra xe của ông ấy, và ông ấy nói rằng là xe tôi trên đường từ sân bay Baghdad về thủ đô đã bị bắn, và rất may rằng là xe chống đạn, cho nên ông ấy cũng không bị sao. Nói chung là chủ nghĩa khủng bố không có loại trừ ai, và họ có thể họ gây ra một cái sự hoảng loạn trong dân chúng cũng như là. Vâng, có thể nói là đây là một cái khu vực đầy rẫy những nguy hiểm và rủi ro luôn rình rập bởi chủ nghĩa khủng bố, đúng không ạ? Thưa quý vị khán giả, các nước phương Tây mà đứng đầu là Pháp cho rằng thì khu vực Sahara, khu vực Bắc Phi đang trở thành thiên đường cho các tay súng Hồi giáo cực đoan, và họ đang phát động cuộc chiến chống lại phương Tây, mà vụ khủng bố tại khu tổ hợp khí đốt In Amenas ở Algeria là một ví dụ. Và qua tổng hợp ngắn sau đây thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu bối cảnh tại sao khu vực này lại trở thành mối đe dọa cần phải dập tắt như vậy. Khu vực sa mạc Sahara đã từng là một vùng đất giàu có, nơi có tuyến thương mại nối từ châu Phi sang châu Âu. Thời Trung Cổ, khu vực này được biết đến là nơi lưu thông của các đoàn lữ hành lạc đà chất đầy muối, hồi đó còn quý hơn vàng. Nhưng qua thời gian, tuyến đường thương mại đó đã thay đổi, và giờ đây, khu vực phía nam của Sahara gồm chủ yếu là các nước thuộc địa cũ của Pháp, là những nước nghèo nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, đây là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Algeria có dầu mỏ và khí đốt, Niger có một dự trữ uranium lớn nhất thế giới, Mali là nước sản xuất vàng lớn thứ ba của châu Phi.
Thời gian gần đây, theo những tin tức mà các nước phương Tây có được, một bộ phận người dân ở vùng sa mạc Sahara đã sử dụng tuyến đường cổ đại xuyên qua sa mạc để đưa người di cư và các loại ma túy đến châu Âu. Một số chiến binh Hồi giáo đã sử dụng lợi nhuận từ hoạt động bất hợp pháp này để mua vũ khí. Khi Tổng thống Gaddafi bị lật đổ ở Libya trong năm 2011, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã mang nhiều khí tài trở lại Mali và bắt đầu một cuộc nổi loạn. Các phiến quân đã gia nhập lực lượng với người Hồi giáo đã bị trục xuất từ Algeria trong năm 1990, liên kết với lực lượng khủng bố Al-Qaeda và dàn dựng các cuộc tấn công trong tất cả các quốc gia trong khu vực này. Trong tháng 4 năm 2012, liên minh mới đã nhanh chóng chiếm miền Bắc Mali có diện tích lớn hơn so với nước Pháp. Nhiều nhóm vũ trang hoạt động ở sa mạc Sahara. Họ là tập hợp của nhiều nhóm với những động cơ khác nhau, từ việc kiếm tiền tới việc tiến hành các cuộc chiến chống phương Tây. Thật khó để biết sự liên kết của các nhóm này là như thế nào. Có những báo cáo cho rằng các nhóm chiến binh ở Nigeria như Boko Haram và Al-Shabaab ở Somalia có liên hệ với các phần tử cực đoan ở sa mạc Sahara. Các chiến binh đã tấn công cơ sở khí đốt ở Algeria được cho là đến từ các nước trong khu vực. Các tộc người ở Sahara chia sẻ các mối quan hệ huyết thống và văn hóa mạnh mẽ với nhau, không phân biệt quốc gia. Họ coi vùng sa mạc này như là một khu vực rộng lớn thống nhất, chứ không phải là các vùng lãnh thổ của các quốc gia riêng rẽ. Vâng, thưa đại sứ Nguyễn Khang Khai, có những ý kiến cho rằng là kể từ sau khi cái chế độ của Tổng thống Libya Gaddafi bị lật đổ thì các hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở khu vực Trung Đông Bắc Phi đã nở rộ chưa từng thấy. Họ đã rời khỏi Libya với những cái vũ khí tối tân được phương Tây trang bị và trở về Mali để tạo nên một cuộc nổi loạn. Vậy thì vô hình chung là cái sự can thiệp của phương Tây vào cái tình hình ở khu vực Trung Đông Bắc Phi đã khiến hoạt động của Al-Qaeda càng mạnh hơn. Thì ông nghĩ thế nào về điều này ạ? Tôi nghĩ là đúng như vậy, bởi vì là sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya cũng như là những cái cuộc cách mạng Ả Rập đã tạo ra một khoảng trống về quyền lực. Cái chính quyền mới lên ấy, thì chưa kiểm soát được về an ninh cũng như về quân sự. Các kho vũ khí thường là không ai kiểm soát được. Và đối với trường hợp Libya ấy, thì như mọi người biết rằng ấy, là trong cái cuộc chiến tranh chống lại phương Tây thì những người thuộc bộ tộc Tuareg và những phần tử Hồi giáo cực đoan của Mali đã sang chiến đấu bên cạnh ông Gaddafi, chính quyền Gaddafi. Và sau khi mà chính quyền Gaddafi sụp đổ thì họ trở về Mali và mang theo rất nhiều vũ khí. Bởi vì Libya là một trong những nước mà có thể nói là nhiều vũ khí nhất ở khu vực Trung Cận Đông. Nên là khi họ về Mali thì mang theo những cái vũ khí đủ các loại. Và sau cái cuộc đảo chính lật đổ cái chính quyền của ông Amadou Toumaré ở Bamako tháng 3 năm 2012 thì cái lực lượng này đã tách ra ly khai và lập nên một cái chính quyền Hồi giáo ở phía Bắc Mali rộng lớn. Thì âm mưu của họ, cái kế hoạch của họ tức là lấy cái miền Bắc Mali để làm một cái căn cứ địa cho những cái hoạt động của họ ra toàn bộ cái khu vực Tây Phi. Việc nước Pháp quyết định can thiệp vào tình hình ở Mali là một điều khá là bất ngờ đối với nhiều người. Theo ông thì có những cái lý do gì để Paris làm như vậy? Dự kiện mà giới chức Pháp công bố là họ muốn quét sạch những cái ổ nhóm Hồi giáo cực đoan ở đây và ngăn Mali trở thành một thiên đường của lực lượng Al-Qaeda ở khu vực Trung Đông Bắc Phi. Liệu có thuyết phục không ạ? Tôi nghĩ rằng đó là một trong những nguyên nhân cơ bản mà để mà chính phủ Pháp quyết định can thiệp vào Mali. Bởi vì mọi người đều biết rằng là những cái nước ở khu vực Tây Phi ấy, trước đây ấy, đều là cái thuộc địa cũ của Pháp. Và Pháp phải có trách nhiệm đối với những cái nước này về an ninh cũng như về chính trị, kinh tế. Thế thì khi mà cái lực lượng này, ấy, các lực lượng Hồi giáo thân Al-Qaeda ấy, có quan hệ với Al-Qaeda chiếm được cái miền Bắc của Mali thì lúc đấy Pháp đã có những cái nghiên cứu xem xét để mà trợ giúp cho chính quyền Bamako. Thế thì nếu mà để mất Mali thì coi như là cái ảnh hưởng của Pháp tại cái khu vực Tây Phi, tại những cái nước thuộc địa cũ của Pháp sẽ cũng bị mất, và cái lợi ích chính trị cũng như kinh tế của Pháp cũng sẽ mất theo. Và ngoài ra thì cái lợi ích kinh tế cũng rất quan trọng.
Bởi vì Mali là một nước rất là rộng lớn, diện tích những đến 1,2 triệu cây số vuông và dân số chỉ có 15 triệu người. Và ở đấy có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, về đặc biệt là về nông nghiệp, đất đai nông nghiệp, rồi là uranium, vàng, rất nhiều. Cái điều đó nó phục vụ cho cái nền kinh tế của Pháp. Cho nên bên cạnh cái nguyên nhân để chống khủng bố, cái lý do để chống khủng bố đấy, thì tham gia vào cái cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố của quốc tế đấy, thì còn một cái lý do nữa là vấn đề kinh tế. Tôi nghĩ rằng là cũng rất quan trọng. Vâng. Thưa quý khán giả, bằng quyết định can thiệp quân sự của nước Pháp và Mali thì Pháp muốn chứng tỏ vai trò tiên phong trong nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế giúp quốc gia Tây Phi này kiểm soát tình hình và đối phó với nguy cơ lực lượng Hồi giáo cực đoan mở rộng hoạt động. Chiến dịch này sẽ kéo dài vài tuần, vài tháng hay lâu hơn nữa? Đó là câu hỏi đặt ra với nước Pháp mà chưa thể có câu trả lời chính xác. Trong tổng hợp dưới đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò và tham vọng của nước Pháp trong chiến dịch quân sự ở Mali. Gần 2.500 quân Pháp được triển khai ở một chiến trường xa lạ. Mục tiêu trước mắt của chiến dịch quân sự này là nhằm ngăn chặn đà tiến của các tay súng nổi dậy từ các căn cứ ở miền Bắc Mali xuống miền Nam, nơi đang được chính phủ Mali kiểm soát. Lực lượng Pháp sẽ oanh kích các hậu cứ của nhóm vũ trang tại miền Bắc Mali bằng máy bay và trực thăng chiến đấu. Nhưng họ sẽ không hành động một mình. Theo quan điểm của Paris, chính các lực lượng châu Phi với sự yểm trợ của quân đội Pháp sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ giành lại miền Bắc Mali và trước hết phải đóng vai trò tiếp sức cho sự can thiệp quân sự của Pháp, bởi vì nước Pháp đến đây để trợ giúp chứ không phải vì những mục đích chiến lược của mình. Pháp nhận trách nhiệm này bởi chúng tôi đã từng hiện diện ở châu Phi. Chúng tôi không đến đây để theo đuổi các mục đích riêng của chúng tôi hay tăng cường ảnh hưởng. Chúng tôi đến Mali để giúp đỡ. Vì vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chiến dịch can thiệp này là hữu ích. Để có một chiến dịch can thiệp hiệu quả, hiện Pháp đang thuyết phục các nước châu Âu và các nước vùng vịnh đóng góp quân, vũ khí và tài chính. Tuy nhiên, cho đến nay, các nước châu Âu mới chỉ dừng lại ở việc chia sẻ tin tức tình báo và không vận. Còn với các nước châu Phi, hiện mới chỉ có Nigeria đóng góp một số đại đội và Togo gửi 250 quân, mặc dù các cam kết của các quốc gia trong khu vực là rất mạnh mẽ. Việc giải quyết cuộc khủng hoảng Mali đang được đẩy nhanh, đòi hỏi chúng ta cần phải xem xét lại mục đích trong cuộc chiến chống khủng bố ở Sahara. Chúng ta cần phải tham gia, bởi không có khu vực nào trên thế giới có thể an toàn nếu khu vực Sahara đi lạc lối. Nhưng để giải quyết cuộc xung đột như ở Mali sẽ phải trải qua một quá trình kéo dài, kể cả phương diện chính trị lẫn tài chính. Cuộc chinh phục hoàn toàn và đầy đủ miền Bắc Mali trên thực tế đồng nghĩa với việc toàn bộ các phần tử khủng bố phải bị tiêu diệt tận gốc, chứ không đơn thuần là bị đẩy sang bên kia các đường biên giới trong khu vực. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng. Tổng thống Pháp đã đảm bảo rằng chiến dịch sẽ kéo dài trong thời gian cần thiết để chủ nghĩa khủng bố phải chịu khuất phục tại khu vực này của châu Phi. Để đạt được mục tiêu đó, Pháp có quá nhiều việc phải làm mà chiến dịch đối phó với quân nổi dậy Mali chỉ là bước đi ban đầu. Can thiệp vào cuộc nổi dậy ở Mali là một tiến trình lâu dài, chứ không phải là một chiến dịch nhanh chóng như Bộ trưởng Quốc phòng Pháp dự định ban đầu. Và do đó, nếu không nhanh chóng tìm ra lời giải về chiến lược, Pháp có thể lâm vào tình trạng xa lầy ở Mali. Thưa đại sứ Nguyễn Văn Khai, đúng là việc cộng đồng quốc tế mà đứng đầu là nước Pháp đặt ra cái mục tiêu để triệt tận gốc cái lực lượng khủng bố ở khu vực Tây Phi Sahara là một cái mục tiêu khá là tham vọng. Khu vực này vốn đã bị tàn phá bởi những cái xung đột sắc tộc trong những thập kỷ qua, và cái sự lớn mạnh của lực lượng Al-Qaeda ở đây càng trở nên cho cái vùng đất này nguy hiểm thêm. Theo ông thì hậu quả rõ rệt nhất của cái tiến trình này sẽ là như thế nào? Các nước ở cái khu vực Tây Phi cũng như là Nam Sahara là những nước rất nghèo, mà nguyên nhân đây là những cái mảnh đất mà màu mỡ cho cái lực lượng khủng bố, những cái phần tử Hồi giáo cực đoan mà thân cài đà. Cho nên nếu mà không tiêu diệt được cái lực lượng này ấy, thì họ sẽ cản trở, họ sẽ là mối đe dọa đối với cái sự phát triển của các nước này. Cho nên là tôi nghĩ rằng ấy, là cái cộng đồng quốc tế phải có những cái biện pháp mạnh mẽ để loại trừ những cái phần tử khủng bố thân Al-Qaeda ở cái khu vực này, để tập trung vào, nghĩa là giúp các cái nước này phát triển kinh tế. Còn nếu mà cái tình hình mà nó tiếp tục diễn biến như bây giờ
là để cho các cái lực lượng Hồi giáo cực đoan thắng thế, thì nó sẽ đẩy các nước châu Phi vào những cái vòng xoáy của bạo lực và không bao giờ có thể ổn định lại được. Vâng. Và cái làn sóng mùa xuân Ả Rập 2 năm vừa qua quét qua khu vực Trung Đông Bắc Phi đang tạo ra một hàng loạt bất ổn và bây giờ kéo dài xem là những cái chuỗi dây chuyền. Nó diễn ra ở Tunisia, ở Ai Cập, ở Yemen, và điều nguy hiểm hơn là cái sự trỗi dậy của tư tưởng Hồi giáo cực đoan ở một loạt các nước châu Phi. Theo ông thì điểm nóng nào của châu Phi trong năm 2013 này sẽ còn khiến chúng ta phải nhắc tới? Cái mùa xuân Ả Rập ấy, cho đến nay ấy, lúc đầu họ lúc đầu xảy ra cái mùa xuân Ả Rập ấy, thì rất nhiều người hy vọng là sẽ đem lại cái sự ổn định về chính trị cũng như là về dân chủ cho những cái nước này. Nhưng mà phải nói cho đến nay hơn 2 năm rồi nhưng mà tình hình vẫn rất bất ổn. Như mọi người đều biết ấy, thì cái tình hình ở Ai Cập chẳng hạn, cho đến cái bản tin sáng hôm nay thì nói là rất lộn xộn và đến hàng chục người đã bị chết, bị giết và có sự can thiệp của quân đội vào cái nội bộ Ai Cập. Thì phải nói rằng ấy, là cái tình hình nó rất là không ổn định. Và theo cái hoặc là cái tình hình mới đây ở Iraq là những cái cuộc biểu tình chống lại chính phủ của Nur al-Maliki rất là mạnh mẽ, và ngày hôm qua cũng có đến hàng chục người chết do là cái lực lượng quân đội đã can thiệp vào bắn vào những cái người biểu tình. Thì tôi thấy rằng là hoặc là tình hình Syria cũng là một cái điểm nóng mà có không biết có thể giải quyết được trong năm nay hay không. Và theo cái tờ báo Slate Magazine của Mỹ đưa ra 10 cái điểm nóng trên thế giới trong 2013 thì có đến 8 cái điểm nóng ở khu vực Trung Đông và Châu Phi. Đó là vấn đề Ai Cập, vấn đề Syria, vấn đề Iraq, rồi vấn đề Sudan, vấn đề Kenya. Đấy, rất nhiều vấn đề Yemen, tình hình vẫn không ổn định. Thì tôi cho rằng là năm 2013 vẫn là một cái năm hết sức khó khăn đối với khu vực Trung Đông và Châu Phi. Vâng, trở lại với cái chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp ở Mali, theo ông thì cái mục tiêu mà sớm đánh bật cái lực lượng Al-Qaeda ra khỏi khu vực nước Cộng hòa Tây Phi Mali này có sớm trở thành hiện thực hay không? Tôi nghĩ rằng đây là cuộc chiến không cần sức. Các lực lượng tổ chức của Al-Qaeda thì cũng có những cái hoạt động mạnh, nhưng mà dầu sao họ cũng mới ở Mali và mới được cái hình thành cái tổ chức của họ ở Mali, chứ chưa có một cái tổ chức nó quy củ và chính quy. Thế và bên cạnh lực lượng của Pháp thì còn có lực lượng của Liên minh châu Phi 3-4 nghìn người. Và bên cạnh cái lực lượng của Pháp và Liên minh châu Phi thì còn có đến 3.000 quân của lực lượng cộng đồng kinh tế châu Phi ECOWAS. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày 11 tháng 1 cho đến nay là mới được hơn 2 tuần. Nhưng mà các lực lượng này đã kiểm soát được hầu hết những cái thành phố lớn ở miền Bắc Mali và đã chiếm được cái sân bay Gawa là cái sân bay, cái căn cứ quân sự chiến lược của cái phiến quân miền Bắc, và ngăn chặn được cái bước tiến của họ về Bamako. Thì tôi nghĩ rằng ấy, là cái cuộc chiến có lẽ là cuộc chiến chính thức ấy, sẽ kết thúc sớm. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng là quân Pháp sẽ giúp sớm, và quân Pháp có thể sẽ phải ở lại một thời gian để hậu thuẫn cho những cái lực lượng của chính phủ Bamako, của quân đội Bamako và những cái lực lượng của châu Phi đang được đưa vào đây. Và theo những cái nguồn tin mới nhất cho biết rằng là sắp tới Mỹ cũng sẽ cử quân đến 35 nước ở châu Phi để hỗ trợ cho chính phủ các nước này chống lại những cái phần tử nổi dậy, những phần tử khủng bố. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc chiến chống khủng bố là một cuộc chiến lâu dài và hết sức khó khăn. Nó cần phải có một cái sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế cũng như là của các cái chính phủ ở khu vực. Vâng. Và Mali lại trở thành cái tiền đồn mới của cái cuộc chiến chống khủng bố ở châu Phi, được không ạ? Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị khán giả, ở đất nước Tây Phi Mali tiếp giáp 7 quốc gia châu Phi, trong đó có nhiều quốc gia có nhiều tài nguyên như là Algeria, Nigeria, nơi cung cấp dầu mỏ và khí đốt chủ yếu từ châu Phi cho Mỹ và các nước phương Tây. Vụ bắt cóc con tin tại Algeria vừa qua với những hậu quả đẫm máu là lời cảnh tỉnh đối với thế giới về sự lan rộng của hiểm họa khủng bố ở khu vực sa mạc Sahara và khu vực Tây Phi. Có lẽ các nước phương Tây khó có thể ngờ tình hình leo thang ở đây được kích hoạt bởi cuộc xung đột ở Libya, và điều chớ trêu là chính nước Pháp lại đang phải đổ quân đối phó với lực lượng đã được các nước phương Tây trang bị vũ khí.
cuộc phiêu lưu quân sự của Pháp ở Mali mới chỉ bắt đầu. Mali, đất nước gần đây vẫn được cho là ổn định thì hiện nay thường bị so sánh với Afghanistan. Cuộc chiến chống khủng bố đây có thể kéo dài không chỉ hàng tháng, hàng năm mà còn lâu hơn nữa, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của cộng đồng quốc tế để giảm thiểu thiệt hại. Chắc chắn đây còn là đề tài mà báo chí quốc tế sẽ tiếp tục theo dõi trong năm 2013 này. Chúng tôi xin kết thúc phần bình luận chính của chương trình tại đây và chúng ta sẽ đến với những phát ngôn đáng chú ý trong tuần trong ít phút tới của chương trình. Nghị quyết này đã phát đi tín hiệu cảnh báo Triều Tiên rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng khi họ vi phạm những nghĩa vụ quốc tế do các nghị quyết trước đặt ra. Quan trọng hơn, các điều khoản của nghị quyết này bao gồm cả việc thắt chặt và nới rộng các biện pháp trừng phạt sẽ ngăn cản sự phát triển của vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên và giảm mối đe dọa phổ biến hạt nhân. Nếu một nhóm những con rối tham gia vào lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì Triều Tiên sẽ có những hành động chống trả mạnh mẽ. Các biện pháp trừng phạt đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh và là một lời tuyên chiến với Triều Tiên. Thật vô cùng đáng tiếc khi Triều Tiên đưa ra những tuyên bố như thế này. Một lần nữa, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên lắng nghe những cảnh báo được phát đi từ cộng đồng quốc tế, không thực hiện thêm những hành động gây hấn. Quý vị vừa theo dõi những cái phát ngôn đáng chú ý trong tuần và chương trình Toàn cảnh thế giới của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai đã đến với chương trình và chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái đánh giá của ông về tình hình cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Tây Bắc Phi. Chương trình đến đây xin kết thúc và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.